Hi guys, welcome back to lazyhai.com. Our lesson today is lesson 9, Ryan, unit 3. Cô xin chào các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh lazyhai.com. Và bài học hôm nay của chúng ta đó là bài học số 9 của bài số 3 phần Ryan. Và bây giờ thì cô và các em sẽ cùng nhau bắt đầu vào bài học. Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung đầu tiên, Project Time 3. Fun Project Time số 3, Activity 1, Create a poster about healthy eating. Yêu cầu hoạt động số 1 là các em hãy tạo một tấm áp phích về sự ăn uống lành mạnh. Đó là yêu cầu hoạt động số 1. Vậy thì các em có thể quan sát, bên dưới đây cô có hai cột. Cột đầu tiên, Unhealthy Food Drinks, có nghĩa là những thức ăn và đồ uống không lành mạnh. Cô có ví dụ chocolate là sô-cô-la và có đính kèm một tấm ảnh. Và khung thứ hai chúng ta có một healthy food drinks là những thức ăn đồ uống lành mạnh. Cô ví dụ fruit là hoa quả, trái cây và có hình một quả dâu tây, hoa quả. Vậy thì với nội dung này, cô sẽ liệt kê danh sách của những loại thực phẩm và đồ uống lành mạnh và không lành mạnh. Về phần tranh ảnh thì các em hãy cùng vẽ và thực hành hoạt động này với các bạn của mình. Chúng ta sẽ hoàn thành cột đầu tiên, đó là unhealthy food drinks, những thức ăn đồ uống không lành mạnh, chocolate, sô-cô-la. Ngoài sô-cô-la thì cô còn có loại thực phẩm như là candies, kẹo. Loại tiếp theo là cakes, bánh. Và tiếp theo, coke là nước ngọt có ga. Coffee, cà phê, cũng là loại thực phẩm không lành mạnh. Tiếp theo, soft drinks, nghĩa là nước ngọt. Soft drink. Và cuối cùng cô có sugar, đường. Vậy thì các em hãy suy nghĩ thêm những loại thực phẩm và đồ uống không tốt cho sức khỏe, sau đó là liệt kê tiếp tục. Bây giờ thì cô sẽ liệt kê qua khung thứ hai, những loại thực phẩm đồ uống tốt cho sức khỏe, hoa quả. Và ngoài ra thì chúng ta còn có vegetables, rau củ. Tiếp theo nữa cô có milk, sữa. Và juice, nước ép hoa quả. Yogurt, nghĩa là sữa chua. Cereal, nghĩa là ngũ cốc. Tiếp theo water, nước. Seafood, hải sản, cũng là những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Vậy thì cô đã hướng dẫn các em một vài ví dụ, các em có thể suy nghĩ thêm, sau đó là liệt kê vào bảng này với các bạn của mình ở trên lớp. Còn bây giờ thì cô sẽ tiếp tục di chuyển đến hoạt động tiếp theo. Và bây giờ thì cô và các em sẽ cùng nhau di chuyển đến nội dung tiếp theo, đó là phần Presentation Skills, kỹ năng thuyết trình. Activity 2, use your poster in exercise 1 and the information from the Eat Well Guide to give a presentation about healthy and unhealthy eating habits to the class. Yêu cầu hoạt động số 2 là các em hãy sử dụng tấm áp phích của các em ở trong bài tập số 1 và những thông tin từ Eat Well Guide để thuyết trình về thói quen ăn uống lành mạnh và không lành mạnh với cả lớp. Đó là yêu cầu hoạt động số 2. Vậy thì với nội dung hoạt động số 2, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em làm một bài thuyết trình như sau. Thì đây là bài thuyết trình của cô cho hoạt động số 2 này, cô sẽ giải thích như sau. Hello everyone, today I'll tell you about good and bad eating habits. For me, to stay strong, we should eat healthy food like fruit, vegetables, cereal, yogurt, and seafood. We should also drink enough water, some milk or juice. Besides, we shouldn't eat unhealthy food such as chocolate, candies, cakes, because they contain a lot of sugar. We shouldn't drink soft drinks, coffee, or coke either. Xin chào mọi người! Hôm nay thì mình sẽ nói cho các bạn biết về những thói quen ăn uống tốt và không tốt. Theo mình thì để giữ được sức khỏe,
Chúng ta nên ăn những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe như là trái cây, rau củ, ngũ cốc, sữa chua và hải sản. Chúng ta cũng nên uống đủ nước, một ít sữa hoặc là trái cây. Ngoài ra, chúng ta không nên ăn những loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe như là sô-cô-la, kẹo, bánh ngọt, bởi vì chúng có rất là nhiều đường và chúng ta không nên uống nước ngọt, cà phê hoặc coca. Đó là nội dung hoạt động số 2 cô đã hướng dẫn các em xong. Vậy thì các em hãy dựa theo những thông tin của chúng ta trong hoạt động số 1 để có thể đưa ra bài thuyết trình của mình với các bạn ở trên lớp. Và bây giờ thì cô sẽ tiếp tục di chuyển đến nội dung tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng di chuyển đến phần values, giá trị. Healthy eating habits, nghĩa là những thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe. Activity 3, take the sentences that are true about you. Yêu cầu hoạt động số 3 là các em hãy đánh dấu tick vào các câu đúng về bản thân các em. Thì bên dưới đây cô có 8 câu. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu, sau đó là các em hãy đánh dấu vào những điều mà đúng với kết quả của các em. How healthy is your diet? Chế độ ăn uống lành mạnh của bạn thì như thế nào? 1. I eat lots of fruit and vegetables. Tôi ăn nhiều trái cây và rau quả. Với nội dung này thì cô sẽ đánh dấu tick về bản thân của cô. 2. I drink 6 to 8 glasses of water or juice a day. Tôi uống 6 đến 8 cốc nước lọc hoặc nước trái cây mỗi ngày. Và cô cũng đánh dấu tick. 3. I eat potatoes, rice or bread with every meal. Tôi thì ăn khoai tây, cơm hoặc bánh mì ở mỗi bữa ăn. Cô cũng sẽ đánh dấu tick. 4. I eat beans for fish 3 times a week. Tôi thì ăn đậu hoặc cá 3 lần một tuần. Cô cũng đánh dấu tick. 5. I have cheese, milk or yogurt every day. Tôi thì ăn phô mai, sữa và sữa chua mỗi ngày. Với nội dung này thì cô sẽ không đánh. 6. I don't drink cola. Tôi thì không uống nước cola, nước có ga. 7. I don't eat a lot of crisps, biscuits or chocolate. Tôi thì không ăn nhiều khoai tây chiên giòn, bánh quy hoặc sô-cô-la. 8. I don't eat a lot of fast food, burgers, hot dog. Tôi thì không ăn nhiều thức ăn nhanh như là bánh mì kẹp thịt, xúc xích. Cô sẽ đánh dấu tick. Thì đó là những ý kiến về bản thân cô đã hoàn thành xong. Vậy thì với nội dung hoạt động số 3 này, các em hãy cùng thực hành với các bạn của mình ở trên lớp, sau đó là đưa ra những thói quen mà các em thường xuyên thực hiện ở nhà. Và sau khi hoàn thành xong nội dung hoạt động số 3 thì chúng ta kiểm tra kết quả. Results. Kết quả 0 to 2, từ 0 cho đến 2 đáp án. Your diet is very unhealthy. Chế độ ăn uống của bạn thì rất là không lành mạnh. 3 to 5, your diet is healthy. Từ 3 đến 5 câu, chế độ ăn uống của bạn lành mạnh. 6 to 8, your diet is very healthy. Từ 6 đến 8 câu, chế độ ăn uống của bạn rất lành mạnh. Đó là những kết quả. Vậy thì các em hãy cùng thực hiện hoạt động này với các bạn của mình ở trên lớp, sau đó là kiểm tra kết quả của chúng ta bên này. Như vậy, với nội dung của hoạt động Brian Unit 3, cô đã hoàn thành xong. Và bài học của cô đến đây là kết thúc. Thanks a lot for your watching and have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em có một ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy hay. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng tiếp theo.